Thầy chào mừng các bạn đến với thành phố Vũng Tàu vào ban đêm cả nhà nhé. Thì mình đang ở khu vực chuẩn bị từ bữa sau ra bữa trước, mình đi một đoạn để dạo khu phố này và có gì thì sẽ giới thiệu với cả nhà nha. Đầu tiên là chúc cả nhà một đêm có nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là trong có một cái buổi tối không gian lãng mạn trong cái cảnh vui biển cả nhà. Rồi cả nhà theo chân mình nha. Thì trước mắt cả nhà đó là cái đoạn đường đi từ bãi sau ra bãi trước, và cái đoạn này là gần cái bãi trước cả nhà. Thì bên trái cái nhà đó là cái view biển, còn bên phải đó là những cái hàng quán, đặc biệt là những cái quán ăn hải sản. Và dù chung nữa thì cái món mà thường thường đặc sản ở đây đó chính là lẩu cá đuối cả nhà, và một số quán cà phê, đặc biệt là quán cà phê ở bãi trước rất là nhiều cả nhà nhé. Trước mắt đó là hũ trứng mực ông già đó cả nhà, nhà ở bên trái và vui biển đó cả nhà, nhà quan sát nha. Rồi trước mắt mình là có cái ánh đèn màu xanh xanh mà ở phía biển đó cả nhà, đó chính là gành hào cả nhà nha. Cả nhà quan sát ha, theo dõi để nhìn cho nó thấy cái cảnh nó đẹp như thế nào nha cả nhà. Pizza này do một số quán ăn cả nhà, và cách đó cũng có một cái quán cà phê Hà Lan này. Vừa đi tới ngay chỗ vào vàng vàng các bạn, đó đã bên phải đó, vàng vàng đó. Đó chính là quán cà phê Hà Lan đó. Rồi tiếp đến nữa là cái đài quan sát, cái khu vực quan sát biển gì đó các bạn, cũng có rất nhiều quán cà phê cho người ta, quán ăn hải sản. Và đi sau tới xíu xíu nữa là mình sẽ gặp một cái ngã ba, và nếu mà chúng ta quẹo phải là mình đi vô cái chợ Xóm Lưới cả nhà. Còn nếu mà ở bên trái là nó có một cái công viên nha, công viên. Ở đây có một cái quán cũng khá nổi tiếng cả nhà, đó là cái quán Bà Sáu cả nhà, lẩu đuối Bà Sáu. Rồi trước mắt là ngã ba đó cả nhà, nếu quẹo trái là mình đi xin lỗi, quẹo phải là mình vô quán chợ Xóm Lưới đó. Còn mình đi quẹo trái là mình men theo cái con đường này mình đi view biển luôn cả nhà nha, và có cái công viên biển rồi đó, và người ta gọi cái bãi biển này là bãi biển Tầm Du cả nhà, Tầm Dương cả nhà. Nó trước đây người ta hay gọi là bãi trước, nhưng thực sự nó là bãi biển Tầm Dương hết các bạn nha. Này cũng có nhiều cái quán cà phê đẹp, và cũng có nhiều cái khu nghỉ dưỡng, khách sạn nào, rất là bắt mắt cả nhà nha. Nếu mà cả nhà nào thích ở khu vực này thì có thể đến đây, nhưng bởi vì nên khu vực này là thường thường là người nước ngoài họ thích tắm ở cái bãi biển trước này cả nhà. Trước mặt cả nhà là cái công viên cả nhà, cho nên là mình đi men theo bên phải, mình đi hết một vòng bao quanh cái công viên cho cả nhà quan sát giờ bị ban đêm ở khu vực công viên ở bãi trước này nó đẹp như thế nào cả nhà nha. Ừ.
cái nơi tập trung rất nhiều cái quán cà phê cả nhà ha. Và giờ ban đêm mà muốn đến thưởng thức cà phê thì hãy đến khu vực bãi trước này, ở khu vực công viên này cả nhà. Nhưng mà thật sự là Bình Dương không có mình Bình Thanh nha. Bình Dương đâu có khu du lịch đâu. Đúng không? Ở đâu có khu du lịch, ở đó không Bình Thanh. Rồi
mình ra đến khu vực biển trở lại cả nhà. Khu vực bãi trước biển, bãi trước á, khu vực này thì có một cái sân rộng lắm, và nơi đây thường ban đêm có những cái hoạt động giải trí, là một số người ta tập trung lại đây múa dân vũ rồi cả nhà, và nhiều người ngắm cảnh vào ban đêm. Gia đình người ta đến đây. Bây giờ mời cả nhà theo như mình kiếm cái chỗ nào đó mình đậu để mình cho cả nhà chiêm ngưỡng cái quang cảnh này nha. Kiếm chỗ mình đậu. Camber sầu riêng 36 độ gì kìa. Mình kiếm cái chỗ đậu xong rồi mình sẽ giới thiệu với cả nhà xem cái quang cảnh ở khu vực này nó có cái múa dân vũ hát hò như thế nào cả nhà, mời cả nhà theo chân mình nha. Rồi cả nhà mình đến khu vực bãi trước rồi.
giờ mình sẽ ra xe để mình quay về bãi sau để mình xem coi trên đó có gì thì sẽ giới thiệu thêm với cả nhà. Vắng quá. Còn nãy giờ mình đang ở bãi trước thì có một số hoạt động đã giới thiệu với cả nhà rồi đó. Bây giờ sẽ đi dọc về bãi sau để thấy là những cái hoàn cảnh của khu vực này, cũng như là sẽ xem coi bãi sau có gì thì sẽ giới thiệu với cùng cả nhà nha. Cả nhà ơi. Khu vực này đi ngược lại thì cái nhà thấy là ở bên phải nó lại là view biển cả nhà nha, còn bên trái nó là những cái quán ăn các bạn cả nhà. Thì trong khu vực này cái nhà thấy xa xa có cái tòa nhà cao đó không? À thì có một cái quán lẩu nổi tiếng ở đây, đó là lẩu có đứa bà Sáu cả nhà ơi. Bây giờ đến nó chiêm ngưỡng nha. Trước Vũng Tàu bên trái có tòa nhà 3 tầng đó nha, đó gì mà vàng vàng đó, đó là vàng vàng đó chính là Hà Lan cho cả nhà nha. Còn phía bên biển mà có cái bảng xanh xanh cao cao đó chính là Gành Hào cả nhà nha. Mình đang đến khu vực Gành Hào trở lại cả nhà. Kế tiếp này cũng là bên phải ở bãi biển cả nhà, có cái hủ tiếu mật hồi nãy mình đi qua cả nhà, nãy không rõ thì giờ cả nhà nhìn bên phải sẽ rõ ràng hơn nha. Hủ tiếu mật ông già này cả nhà quan sát cả nhà nha.
rồi xa xa bên phải cả nhà, đó là cái quán cà phê Marina đó cả nhà, và cái chỗ mà khu nghỉ dưỡng Mercury đó cả nhà, bên phải á cả nhà, theo dõi nha, quan sát ha. Trước đây nó là nhà hàng lát rừng đó cả nhà, bây giờ thì nó là Marina, nó đổi lại quán cà phê và cái khu nghỉ dưỡng tách làm hai cả nhà. Đèn á, nghe ánh đèn đó cả nhà nha, đây nè, đó đó. Chú Kỳ Tàu Vua cả nhà, bên trái cả nhà, bên phải là cái mũi Vĩnh Phong đường rộng cái đó, cái tật, cái tật wow. Nó cao quá, cái này là như nó mới gắt nè, thấy không? Ừ. Đi hết qua khu vực này là mình đến bãi sau rồi đó cả nhà. Thì bãi sau thì cả nhà thấy ở trên mặt đường nó sẽ nhộn nhịp hơn. Thì khu này là sẽ có nhiều cái quán ăn hơn cả nhà, cũng như là có nhiều cái khách sạn hơn. Thì cả nhà theo dõi quan sát ha cả nhà ha. Còn đêm thì có thể là nhiều khi nó không có rõ lắm, cả nhà cố gắng theo dõi ha. Để mình chiêm ngưỡng cái vẻ ban đêm ở khu vực bãi sau này sẽ có gì ha. Thì có gì thì sẽ giới thiệu thêm với cả nhà nha. Mời cả nhà theo mình nha. Mình sắp tới cái khách sạn Thị Vân rồi, cái ngã ba này là khách sạn Thị Vân ở bên trái, còn bên phải là có cái quảng trường Thị Vân chỗ đó cả nhà, có cái dàn cột cờ rất là lớn cả nhà, mình sẽ ghé ở đây cả nhà nha, kiếm chỗ để đậu đây. Bà đậu nó luôn.
xe này hả? Sao nữa đó. Bây giờ đậu được xe rồi các bạn, thì chị chuẩn bị mình xuống mà sau ha, ngay trong cái quảng trường thì tối hôm nay cũng cho nên nó không đông lắm các bạn nha, nhưng mà vẫn có người đến, vẫn có hoạt động. Bây giờ phải xuống cái nhà thôi, xuống biển thôi. Đó, bạn thấy giờ bạn đi cái bãi biển tại sao nó sẽ dài lắm nha, nước rút ra ngoài cho nên nó dài cả hơn gần 200 mét đó nha. Và giờ ban đêm thì có nhiều hoạt động chúng ta bán ở dưới cái biển này luôn. Tức là người ta bán chủ yếu là những cái thức ăn về đêm, chẳng hạn như là sữa nóng hay là tà hủ nóng hay là một số cái đồ nướng á cả nhà. Tại cái nhà sẽ theo chúng mình trải nghiệm đêm ở đây có gì cả nhà ha. Tà hủ hả? Thì kinh doanh mà kinh doanh thì trả tiền thuế. Dịch vụ tà hủ rồi nha. Đây có anh gà vàng nè cả nhà. Vũng Tàu này nó lộ ra, nó hút ra cả 200 mét rồi nha. Thấy không? Mình đang đứng ngoài này nè. Kiếp không? Trước bãi thủy dân cái nhà cách đây đó khoảng 150 mét thôi.
lấy ghế ra hả? Được lấy ghế ra hả? Xa bãi nữa nha. Mình muốn đi vào bên trong khúc trong nhưng mà bên trong nhạc nhiều quá, cái nhà thông cảm nha, mình đi vòng vòng phía ngoài thôi. Thì nãy giờ mình cũng đi một khoảng rất là dài rồi, giới thiệu cái nhà từ bãi trước qua bãi sau và xung quanh cái khu phố đó ha. Thầy giới thiệu nhiều thứ cho nhà rồi, bây giờ chắc sẽ kết thúc clip này cho nhà ơi. Và sẽ hẹn clip sau sẽ nói với cái nhà nhiều hơn và cũng sẽ giới thiệu với cái nhà ha. Thì bây giờ trước khi kết thúc thì cũng mong cái nhà yêu thương thì cho cái like, cái đăng ký để tạo động lực làm clip hay hơn. Có cái gì mà cần góp ý thì hãy bình luận phía dưới cả nhà. Thì một lần nữa thì không nói gì hơn, khi đi vòng vòng nữa thì sẽ kết thúc clip này và hẹn cái nhà clip sau. Mong cái nhà yêu thương thì cho cái like, cái đăng ký ha, tại tạo động lực mình làm ha. Quay một lần nữa thì sẽ kết thúc clip luôn cả nhà nhé. Hai cái ghế cao đó. Hủ em ăn sẵn gì? Rồi chị cũng kêu hai ly tàu hủ ăn rồi chắc sẽ kết thúc clip này và hẹn cái nhà clip sau đó nhà ơi. Hai ly tàu hủ rồi, bye bye nhà.